Đây, nó giới thiệu bà con TF120. TF120 maximum sức ngựa tối đa là 12 ngựa, 2400 vòng trên phút, sản xuất tại Indonesia nè bà con. Máy rất đẹp, mắc mới bà con, mới chắc con thùng luôn. Đây là bét kim nha. 120 bét kim. Trọng lượng nó là TF120 là cái tông nó tắc 2 bà con. Tắc 20. Ký là 102 đến 130 mấy ký. Đổ xăng dầu nhất đầy đủ, xăng dầu thì dầu nhất đầy đủ là 132 kg. Mẫu mới rất đẹp rồi con. Bảo hành 1 năm luôn. Hơn 20 chặt đổi mới trong 1 năm. Rất đẹp rồi con ơi. Nó mới về xài ngon mà con ơi, nghĩa địa cũng hên xui quá. Nghĩa địa nó mắc không mấy mới rồi con, mới rẻ. Được sản xuất mới chắc thùng, được bảo hành 1 năm luôn, Indonesia luôn. Con mua máy này sạc cả đời rồi. Yamaha TF120 Indonesia. Rất đẹp đó bà con. Về rất nhiều. Bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Mấy hàng này giao hàng cũng toàn quắc được nha bà con. Quan trọng là tiền ship bưu điện á, tiền cước bưu điện mà con chịu là giao đâu cũng giao được hết. Giao toàn quắc. Mẫu mới có đồ lên ga nè bà con, nghĩa địa nhưng cái có cái không. Để đời này nghĩa địa nó dở, cái dễ nước lắp slap lóc, còn đời này là ok lắm con, hư 20 chặt đổi mới trong năm. Đời này rất là đẹp, rất kim luôn. TF110 bà con, TF120 nè. À, từ 12 ngựa đến 24 ngựa, 12 ngựa. Được tối đa trung bình là 10.5. Dòng là 2400 vòng trên phút, Yamaha, sản xuất tại Indonesia. Bảo hành bà con 1 năm nha. Rất là ok. Đẹp rồi con ơi. Con nào có nhu cầu alo nè, 0886356707. Con này chỉ là cũng không thua gì GT125 mà con, nó tương đương là GT125 á. Tương đương GT125 á. Tích xi lanh của con này là một tắc 2 nha bà con. Nặng là tối đa dầu nhất đầy đủ là 132 kg của con TF120 12 ngựa, 2400 vòng trên phút. Mẫu rất đẹp nha. Mới. Bảo hành mà con 5 nha, hư 20 chặt với mới dòng 5. Indonesia. Bét kim luôn à. Bác này chạy vàng sới, chạy ghê xong là ok luôn. Mẫu rất đẹp. Chấn đặc luôn mà coi. Chấn đặt chạy rất lực nè, chấn này đặt luôn nè, không có lỗ nè, chấn đặt mà nhấn hình như cua ta luôn, chạy rất lực. Đó là GT TF 120. Con nào có nhu cầu alo ngày 0886356707.